qua trái và về giữa, quá dễ phải không? Tiếp tục nhé, qua phải, về trước, qua trái và về giữa, tốt lắm. Còn hai lượt nữa, qua phải, về trước, về giữa. Ok, qua phải, về trước, qua trái, về giữa. Bây giờ chúng ta đổi bên, bắt đầu từ bên trái, qua trái, về trước, qua phải, về giữa, qua trái, về trước, qua phải, về giữa. Các bạn thấy nó chưa? Qua trái, về trước, qua phải, chúng ta chưa được ăn mà đi. Qua trái, về trước, qua phải, về giữa. Lưng trước cùng nằm, qua trái, về trước, qua phải, về giữa. Thế thôi, rất là nhiều các bạn. Nhìn. Các bạn thấy không? Tiếp theo là bài tập để nhằm giải tỏa sự căng thẳng, các thuốc, sống và bụng. Xoay qua hướng này các bạn. Các bạn ngồi dưới hay đầu gối co lại. Bàn chân nằm sát. Đây cũng là bài tập đơn giản. Các bạn hãy chống hai tay ra sau như thế này. Bây giờ tôi muốn các bạn hạ hai đầu gối sang bên trái, mắt nhìn sang phải. Ý là không di chuyển bàn chân mà chỉ hạ đầu gối sang trái thôi. Sau đó thực hiện tương tự cho bên phải. Thế thôi, các bạn có thể nghe thấy đó là do áp lực khí từ cột sống trở về, sau đó sang trái, tốt lắm, trở về, sang phải, tốt lắm, trở về, sang trái, trở về, sang phải, trở về. Cứ đến 3 giờ các bạn chú ý ở tư thế này, tắm tốt lắm. Nào từ từ trở về, duỗi thẳng hai chân. Ok, các bạn ngồi thẳng lưng lên nào. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế ngồi siêu tư thế trước hay ngửa thì Montana Sala. Những bạn nào không thể thực hiện tư thế thì hãy tập bài tập hay nếu bố con mình đâu cũng biết gì không mẹ thì nó hay là sao nó nọ nó cắn nhất vào đến lúc xuống cũng độc co chuột cắn từng ngày nhất. Một số bạn có thể gặp khó khăn khi ở tư thế này. Bắt thơm cái đầu từ bạn thôi. Từ vòng 2 khi là cái gì mà không ngồi được cái thúc đường gì cả. Ngồi ở tư thế này kéo thẳng lưng. Ở vòng 2 khi là cái thúc đường gì khỏe mạnh hơn. Thì đấy cũng bảo ông muốn xem nhưng mỗi khi cũng vậy trong đời như này. Anh làm chưa dỗ thì bắt đầu nảy thân. Chân nhánh của bạn cũng sẽ có vấn đề. Vì vậy khi các bạn ở tư thế này, tức là chúng ta đang loại bỏ sự căng thẳng này. Nhưng mà khi có phải không? Mẹ chân luôn bây giờ đi. Nếu bạn nào mới tập lần đầu thì có thể tập bài tập thay thế ở đây. Bắt thương mà nó chưa dỗ thì nếu bạn có vấn đề ở đây thì bài tập thay thế này là quan trọng nhất. Nào từ từ ngẩng đầu lên một chút. Đấy thì ấy nào bạn thấy thoải mái khi ở tư thế này không? Ok, tốt lắm. Tôi muốn các bạn ở yên tư thế này và hít thở. Hít thở rất thật sâu là tốt lắm. Và đối với những bạn thành tạo thì hãy ở tư thế như thế này. Một số bạn cũng cúi đầu xuống chân trước. Nhưng ở đây tôi muốn trước tiên các bạn nghĩ như người ông bố không? Đáp lại ông bố màu đấy, đói kiểu này hàm tô mắt. Tốt lắm. Tiếp tục hít thở. Là hôm nay là cơm nhiệt thuấn tôi khi là họ ấy dạ bây giờ tôi muốn các bạn hạ đầu xuống chân dạ hôm nay trong nhà trường lúc với cái cúng đây này họ các bạn nhớ là họ ấy kiếm cuộc sống cả cái dạng và mở rộng ra để ra sống cái sống ông ấy ủng hộ 3 triệu. Con muốn các bạn ngồi trên lưng người khác giống tôi như thế này. Con
mấy một nhà này họ nễ cũng trọng thì đó cũng bảo đến cúng kiểu người ta tiến đường bằng 5 triệu ta còn phải tiếp thì vài cái trăm bạc hương hoa hay là xin chị hâm là cái gì mà cái bài này đang ở nguyên như thế chứ hay là đang kiểu tôi cũng mong chờ cái bài này bắt đầu hả đấy ông ấy tiến cúng gì nào chứ không cái gì? Đó, hôm nay con có danh tính cũng không? Bây giờ này á, qua cũng là không. Ông thì bảo anh nè, ấy thì thu 50 lương hoa bắt kêu nhiều à? Hả? Bây giờ là cái bộ, qua ngày như rồi, cái thu 50 và bắt kêu nhiều à? 50 cái gì? Còn lễ phái còn thầy bà một trăm thì một trăm thì nào cũng tệ mẹ đi. Cái gì? 30 cũng bán nhiều đến 10 này. Tao qua tao được đâu có ở cái trường từ ba trăm là ba số nhà mình đến 10 tư này nhiều hương hoa thô thì 30 bạc là nhiều à đâu cũng nói lên ý là lấy con được ý là hả nó muốn lên muốn lấy con lấy rồi gì vậy bà tôi hết tiền rồi bà ơi lấy một cái được kia chứ được chứ đấy ok được rồi tôi muốn xin nhà bạn nhanh lên nhé. Được, bắt đầu nào. Tại Đoàn Khanh qua thế mẹ cũng trăm tệ đi cho nó không thua nào không cái ngày 9 này người ta tiến cúng là tiến cúng còn cái gì của họ ra của họ có phải không dỗ chạp ra dỗ chạp có phải không nó rồi dỗ chạp cái chi hai này đám một đàn phải ông cái tiến cáo các người làm một cái gì một bên này còn như thế này một bên của họ này thế mà họ không có bạn cần lấy thì rồi mà làm tiền bạc tiền nóng chung cho nó nóng hai cái bạc từ thế từ tay là lấy tốt cho mình kiểu giải tỏa mọi sự căng thẳng tốt cho nên kéo giãn và giải tỏa sự căng cứng hơn được cái chiều tốt lắm nào từ từ thì chậm như từ thế ban đầu đau. Dũng cái ngoài xuống thật lên rồi. Cảm thấy thế nào? Còn cái nhà mình chỉ có thả. Có người bảo hỏi ông ấy có nghĩ cái gì mà phải là ông ấy bảo trong chục cho ông bảo như này ông ấy dĩ ăn là chú là chân dựng là chú là nái không phải chú đấy biến cũng phải do con nhà trường giúp cái này nó nhờ cái ở nhà ai cũng 20 triệu cái sập thì cái sập đấy là 20 triệu là sẽ đưa của họ là cái họ là ai nhà nào có lòng không phải bắt góp đứa không được họ những người mà đứa khéo biết đấy hả 20 triệu là sập nhà ai có nhà ai cũng khác còn cái nhà trường